tối nay thì mình có con heo nó chuẩn bị đẻ các bạn. Để tối nay thì mình cập nhật tình hình con heo mình chuẩn bị đẻ cho các bạn xem nha. Con heo nó nằm đầu đằng kia. Ở đây mình có con heo nè các bạn. Mình thấy nó đứng lên nằm xuống nãy giờ là rất nhiều lần rồi. Rồi mình kiểm tra video là mình thấy nó có dở một miếng nước ối nè. Đó, các bạn nhìn thấy đỏ đỏ không? Mà nãy giờ mình thấy nó chưa có đẻ nữa. Mình thấy nó cắn ổ hồi lúc khoảng 9 giờ. Bây giờ là 2 giờ 55 sáng. Mà thấy nó đứng lên nằm xuống hoài. Mà nó không có khó thở nha. Nó chỉ đứng lên nằm xuống. Mà nó không có thấy gặn. Nhưng mà mình kiểm tra video thì mình thấy như vậy nè. Rồi bây giờ bắt đầu là mình kiểm tra coi con nó xuống hay chưa. Mình sẽ dùng que phối nha các bạn. Mình sẽ dùng que phối như thế này nè. Mình kiểm tra coi là con nó xuống hay chưa. Nếu mà kiểm tra mà khoảng nửa cây này mà không có cảm giác đụng gì hết á, là con nó chưa xuống, là yên tâm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra. Rồi trước khi kiểm tra các bạn làm sạch cái hoa của nó để cho hạn chế là bị viêm nha. Đây que phối là mình đã khui ra rồi nè. Rồi mình đã theo gel bôi trơn nè các bạn. Nhìn thấy cái lằn nước gel bôi trơn dính trên cái áo ống không? Đây là mình, đây là bắt đầu mình kiểm tra vô. Mình cứ đút từ 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 vô, giống như viêm mình phối vậy các bạn. Và cảm giác đúng là đút vô mà cảm giác sực 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 á là nó sẽ đụng con heo nha. Còn mà không đụng con heo á là các bạn sẽ vô được tới đây luôn. Còn mà cảm giác nếu mà heo nó xuống tới chân chậu á thì khoảng chừng một tấc, tấc rưỡi. Khoảng chừng tới đây nè các bạn. Tới đây là các bạn đã đụng tới xương chậu rồi. Đây là vô tới xương chậu rồi nè. Rồi bây giờ mình kiểm tra nha. Rồi sau khi mình vừa kiểm tra xong các bạn là con heo nó nằm xuống luôn rồi. Và mình kiểm tra đưa vô tới đây luôn rồi nè. Cái này là khoảng 2 tấc rưỡi đến 3 tấc các bạn. Nè các bạn thấy nước ối của nó dính trên cái thành không? Cái này là nước ối nha. Nó đã dở ối rồi nhưng mà con nó chưa xuống các bạn. Các bạn lưu ý nha, có nhiều video mình cũng đã nói các bạn rồi á. Trường hợp là con heo tơ chỉ duy nhất trên con heo tơ thôi nha. Các bạn đưa vô khoảng chừng một tấc là nó, các bạn đưa tay á vô khoảng chừng một tấc là cảm giác nó có khoảng 3 đến 4 lỗ nhỏ là cái màng nó chưa bể thì heo con nó chưa xuống. Dù cho nó bể nước ối lâu cả nào lâu thì cái màng nó chưa bể thì heo con nó chưa xuống thì cũng chưa có vấn đề gì hết. Khi nào mà cái màng nó bể mà heo con nó xuống mà chúng ta không phát hiện được á thì trường hợp đó thì máy hao này kia đồ. Còn mà cái màng đó còn á thì các bạn cứ yên tâm nha. Các bạn đưa tay vô thì cảm giác khoảng 3 lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay vậy đó. Đưa vô khoảng chừng tới cổ tay của mình là đã đụng cái màng đó rồi. Khi mà heo con xuống thì nó gặn thì bắt buộc cái màng nó sẽ dở. Rồi bây giờ mình sẽ chờ khi nào con nó xuống thì mình đỡ đẻ cho các bạn xem nha. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Con heo của mình hồi đêm hôm tới giờ canh nó đuối luôn các bạn. Và nó không chịu đẻ, nó bể nước ối rồi mà nó không đẻ. Lúc mình nói các bạn là lúc 2 giờ 50 đó là mình ra là bể nước ối rồi. Mình kiểm tra, mình thăm nó là heo con nó chưa xuống. Rồi mình thức thêm nửa tiếng nữa mình canh nó. Nhưng mà nó vẫn chưa ra, nó chưa gì chân á. Bắt đầu là nó quay, nó nằm sắp xuống, nó nằm úp xuống, nó ngủ. Bắt đầu là mình cũng vô mình ngủ luôn. Mình ngủ tới khoảng 5 giờ rưỡi các bạn. Là mình đi ra, mình kiểm tra là nó cũng nước ối của nó cũng chỗ này ít, chỗ kia ít, nó không ra nhiều nha. Mà chưa, lúc đó là chưa ra phân su, nó chỉ ra nước nhờn chứ nó có lẫn một ít máu các bạn. Nhưng mà nó coi heo con nó chưa xuống luôn. Rồi lúc nãy là heo con nó chưa xuống luôn. Rồi bây giờ mình kiểm tra nữa thì cũng vẫn chưa xuống. Rồi mình đợi một tí nữa là xem coi heo con nó xuống hay chưa nha. Các bạn lưu ý nha, đối với trường hợp heo tơ á, các bạn đưa tay vô tới cổ tay của mình nè. Các bạn cảm giác nó có khoảng 3 lỗ bằng đầu ngón tay thì cái màng đó, nó cái màng đó ngay chân chỗ gần xương chậu á là nó chưa có bể, thì heo con nó chưa xuống. Khi nào mà heo con nó xuống á là cái màng đó nó sẽ giãn ra là bể, là heo con nó xuống. Còn mà các bạn đưa tay vô kiểm tra có 3 cái lỗ nhỏ thì các bạn cứ để đó, heo tơ nó bể nước ối bao lâu kệ nó, không thành vấn đề. Như heo của mình hồi đêm hôm tới giờ á là lúc như 3 giờ đi, 3 giờ bây giờ là khoảng 7 giờ mấy rồi thì nó cũng 4-5 tiếng rồi thì nó cũng chưa ảnh hưởng, chưa vấn đề gì hết. Các bạn cứ yên tâm đi, khi nào nó bể cái màng đó thì heo con nó xuống. Nó xuống, nó nằm đó thì các bạn mới sợ nó ngợp. Còn mà nó chưa có xuống là chưa sao hết nha. Còn trường hợp heo gà nó bể nước ối là heo con nó xuống. Còn heo tơ là nó còn cái màng đó thì các bạn cứ yên tâm, nó bể nước ối như từ sáng tới chiều cũng không sao hết. Mình đã gặp trường hợp nhiều con như vậy rồi, các bạn cứ yên tâm nha. Giống như trường hợp con heo mình điển hình hồi đêm hôm là mình thăm que phối cho các bạn xem thử đó. Rồi bây giờ thì mình chờ kết quả đi, một tí nữa nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Đây sáng nay mình quay con heo mình cho các bạn xem nè. Hồi lúc đêm hôm á là mình thử rồi là 3 giờ các bạn, là nó chưa có xuống.
bây giờ mình kiểm tra cũng chưa có xuống luôn, nhưng mà nó có nước ối ra nè các bạn, nước ối phân su nè. Rồi mình đợi một tí nữa xem là nó đẻ hay không nha. Đợi hồi sáng giờ luôn rồi đó, bây giờ nó mới chịu nằm xuống, nó nước ối nó cứ chảy hoài nè. Nó bắt đầu nó gặn các bạn ơi, nó gặn rồi, chắc con nó ra quá. Rồi bắt đầu nó co giò, nó gặn rồi các bạn, chắc con nó xuống rồi. Đó, nó đội kìa, con nó đội rồi, đội chỗ đó là chắc ra rồi đó. Cái sắp tới các bạn ơi, con nó ra nha. Đây là con đầu tiên nè, đây là heo tơ nha các bạn. Con này là 4 máu rồi chứ không phải là 3 máu nha. Con heo này 4 máu nha, con heo tơ. Đó, bể nó gói lúc 2 giờ 50 tới bây giờ mà nó mới ra nè. Để xem coi ra là to hay là bé đây. Để mình tiếp kéo nó ra các bạn ơi, nó gặn thấy mệt quá. Rồi heo to các bạn ơi. Đó, con rất là to luôn. Cái bụng này á, nếu mà đi heo đẻ bình thường là mình đón tầm 12 con. Còn mà nếu mà nó đẻ cái bụng này á, mình đón cho tầm 10 con nữa các bạn, 9 đến 10 con nha. Rồi bây giờ mình sẽ bứt rúng nó đi, rồi mình buộc rúng nó, mình lau chùi, mình để vô sọt, mình giữ ấm đi. Rồi đợi những con tiếp theo ra nha. Rồi nè các bạn, con thứ hai chuẩn bị ra nè các bạn ơi. Heo này đẻ con to quá trời luôn rồi. Đó, nãy giờ mình đợi khoảng hơn nửa tiếng rồi nó mới ra, con này ra đít trước. Đó, heo to các bạn ơi, quá to luôn. Các bạn coi cái tay của mình nè. Cái này á, là nó bằng cái trên của mình luôn nè, nó bằng cái trên của mình, còn cái cổ tay thì của mình thì nhỏ hơn của nó luôn. Rồi heo mình hiện tại là được 2 con nha. Cái này chắc chừng 9 con các bạn ơi, nó đẻ con to quá. Đây cái con đầu tiên nè. Rồi bây giờ để mình chùi nó, mình buộc rúng đi. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi khoảng chừng 3-4 ngày nữa thì tới con bên đây nha các bạn. Rồi mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nè, heo mình đây là con thứ ba nè các bạn. Con nào cũng to hết các bạn ơi. Heo này dễ nuôi, nhanh lớn lắm nè. Mà có một cái là con to thì nó sẽ đẻ ít nha. Đó, được 3 con rồi. Đó, mẹ nó đứng dậy rồi. Tới nè. Bây giờ con nó quá to rồi, mình mong là được 10 con thôi mà chắc không được rồi các bạn ơi. Cái bụng nó mình thấy nó cũng to nhưng mà nó đẻ con to quá. Đó, mấy bầy bên đây nè, to hết rồi, bầy bên đây là chắc con bự này chắc có 9kg, 10kg có rồi nè. Còn mấy con vừa vừa này chắc tầm 8kg thôi các bạn. Như con nhỏ đó tầm 7,5kg thôi. Dao động từ 7,5kg đến cưa đều ngang đó, chắc khoảng 8kg đàn này. Rồi mình cập nhật tình hình đàn heo của mình cho các bạn xem nè các bạn. Nó ra nhau rồi, không lẽ đàn của mình có 5 con đó các bạn. Nãy giờ mình vô nhà có công chuyện, có khách lại. Ở ngoài này nó đẻ 2 con, cái con này là mới đẻ sau nè. Con này đẻ trước nè, nãy giờ mình thấy nó không có vấn đề gì á, nên mình không có ra đây mình coi. Bên đây 3 con. Đó, tổng là 5 con rồi, mà mình thấy ra 2 chùm nhau rồi. Để mình chờ tí nữa xem coi là nó còn được con nào nữa hay không nha. Một chút nữa dội chuồng luôn. Ờ, mấy cái đàn nó quậy nè, coi nè. Cái con này mới ban đầu mình thấy cái bụng nó to lắm, sao bây giờ mình thấy nó hơi nhỏ nhỏ lại nè. Các bạn đợi vài ngày nữa xem con này nó đẻ như thế nào nha. Để thả 3 con này ra cho nó bú luôn đi. Rồi nè, hiện tại là mình thả 5 con ra cho nó bú rồi nè. Cái con này thấy bụng cũng bự lắm mà đẻ con cũng quá bự luôn. Rồi mình chờ tí nữa nha các bạn. Rồi đó các bạn ơi, heo mình hôm nay là nó sanh xong rồi các bạn. Nó chỉ có 5 con thôi, cái bụng mình thấy to quá trời luôn mà nó đẻ có 5 con thôi nha các bạn. Chắc do cái bụng con heo này mập quá. Đây 5 con nè. Bữa nay là nó biết nằm, biết tránh mẹ nó rồi. 5 con rất là to luôn các bạn. Rồi các bạn đợi vài ngày nữa thì con bên đây sanh tiếp nha.